sau đây là chương trình văn nghệ cúng dường Vu Lan cho gia đình Phật tử Hòa Thạnh. Mở đầu chương trình là bài đó gặp mẹ trong mưa của các em quanh nữ nữ. Tiếp theo là bài bông hồng cài áo. Tiếp theo là bài tâm sự người cài hoa trắng. Tiếp theo là bài hát cả nhà thương nhau. Tiếp theo là bài hát Vu Lan về bài hát mừng tuổi mẹ. Và cuối cùng là hợp ca mừng Vu Lan của các em. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, một nhà thơ đã viết: tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời, không có gì bất hạnh cho bằng một người con không còn mẹ. Vùng mắt sâu nhìn rưng rưng hoa trắng, cánh áo gầy ngơ ngác dấu tan cài, nhìn trong không xa vời bóng hình mẹ, mười phương mây kính cuối trời lá rơi rơi. Đó là tâm sự của một đứa con còn thơ ấu, không may đã mất mẹ và chỉ còn ước vọng được gặp mẹ trong mơ. Nhưng mùa Vu Lan báo hiếu, các em quan vũ nữ gia đình Phật tử Bà Hạnh sẽ được cúng dường vũ khúc Gặp Mẹ Trong Mơ. Bài hát này do một em người Mông Cổ đã sáng tác và đã làm tất cả trái tim của mọi người trên thế giới đều rơi lệ. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi, mẹ giờ này ở chúng nào còn đang mong nhớ mẹ. Thưa quý Phật tử, xin quý vị chào đón vũ khúc Gặp Mẹ Trong Mơ của các em quan vũ nữ Phật tử Hòa Thạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.